chào quý vị và các bạn. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Thời sự 9 giờ 30 phút sáng ngày mùng 1 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật sẽ có trong chương trình. Các địa phương sẵn sàng cho ngày hội tổng quân diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 2. Toàn tỉnh cần chuẩn bị 19 triệu bầu giống để trồng mới 1 1055 ha trẻ. giáo dục văn bản đảm bảo tỷ lệ chuyên cần sau Tết. Giá bán ga tăng mạnh từ ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đến nay hầu hết các địa phương đã sẵn sàng và tiếp tục hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để ngày hội tổng quân diễn ra vào ngày 10 tháng 2 năm 2023. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự chín huyện, thị xã, thành phố làm tốt công tác tham mưu, củng cố, kiện toàn hội đồng khám sức khỏe, tổ chức chặt chẽ công tác sơ tuyển sức khỏe tại các xã, phường, thị trấn, tập trung khám tuyển tại cấp huyện với đầy đủ trang thiết bị. Theo chỉ tiêu được giao, Lào Cai sẽ bàn giao 800 tân binh cho sư đoàn 316, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, trung đoàn 254, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đến thời điểm này, các địa phương đã tiến hành chốt quân số, thực hiện phát lệnh gọi nhập ngũ đến công dân. Từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 2, huyện Bắc Hà sẽ tổ chức Festival Cao Nguyên Trắng năm 2023 với chủ đề Sắc Màu Cao Nguyên. Tại festival sẽ diễn ra các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc hấp dẫn như chương trình nghệ thuật các dân tộc, lễ hội nhảy lửa dân tộc giao, giải leo núi chinh phục đỉnh núi Ba Mẹ Con và đặc biệt là chương trình Sắc Mận Cao Nguyên Trắng 2023 được tổ chức tại xã Tả Văn Chư với nhiều hoạt động hấp dẫn, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị cùng người dân vùng cao. Đến với Bắc Hà dịp này, du khách cũng sẽ có cơ hội được tham quan, trải nghiệm du lịch bản làng, tìm hiểu bản sắc văn hóa truyền thống và thưởng thức ẩm thực độc đáo của người dân vùng cao. Năm 2023, toàn tỉnh sẽ được đầu tư nâng cấp trên 42 km quốc lộ và hơn 200 km đường tỉnh lộ. Theo đó, các tuyến đường được đầu tư xây dựng theo quy mô cấp 5 đến cấp 3 miền núi, mặt đường bê tông nhựa với chiều rộng tối thiểu 5,5 m. Như vậy, hệ thống đường quốc lộ chỉ còn khoảng 35 km chưa được đầu tư mặt đường bê tông nhựa. Đối với hệ thống đường tỉnh còn khoảng 500 km, cơ bản đã đảm bảo giao thông êm thuận, còn một số đoạn tuyến bị xuống cấp sẽ được tỉnh đầu tư bằng nguồn vốn ODA. Trên địa bàn tỉnh có 5 tuyến quốc lộ với 455 km và đường cao tốc nội bài Lào Cai, chiều dài qua địa phận tỉnh 72 km. 16 tuyến tỉnh lộ với 973 km và gần 9.000 km đường liên xã thôn các loại. Thưa quý vị và các bạn, đất đai là tài sản giá trị lớn nên việc hiến đất là quyết định không hề dễ dàng đối với nhiều gia đình. Hơn nữa, việc cắt đi một phần đất hương hỏa của cha ông để lại cũng khiến không ít người chăn trở. Tuy nhiên, ở Lào Cai, vì lợi ích chung, nhiều hộ đã sẵn sàng hiến đất xây dựng nông thôn mới. Với họ, hiến đất mở đường cũng đồng nghĩa với mở rộng tương lai cho các thế hệ con cháu mai sau. Đến xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng trong những ngày đầu xuân mới thấm câu nói phong trào hiến đất mở đường nơi đây được ví như cuộc cách mạng. Gia đình ông Vũ Xuân Khánh có diện tích đất nằm trên trục đường soi chát, cánh địa. Khi xã Sơn Hải vận động nhân dân mở rộng tuyến đường, gia đình ông Khánh đã chủ động hiến hơn 2.000 m2 đất và chặt đi 400 cây quế. Gia đình chúng tôi là tự, nguyện hiến toàn bộ đất và cây cối hoa màu trên đất thì là chúng tôi là cũng có bao nhiêu thì là mở rộng bao nhiêu thì gia đình chúng tôi là cũng là tự nguyện hiến tất cả để cho con đường nó đủ chiều rộng. Giống như gia đình ông Khánh, khi phát động phong trào, hàng trăm hộ dân trong xã đã hăng hái tình nguyện, hiến đất mở rộng mặt đường. Những con đường trước đây có bể ngang 3 mét, nay đã được mở rộng lên 6 mét, có rãnh thoát nước hai bên. Nhờ vậy mà thôn xóm khang trang, sạch đẹp, giao thông đi lại hết sức thuận tiện. Tuyến đường 3 mét, hiện tại thì người dân đã hiến và mở rộng lên 6 mét. Thì cái việc lưu thông hàng hóa, đặc biệt là vận chuyển lông lâm thủy sản thì cơ bản thuận lợi. Ở đây là cũng là hình thành các cái trục đường chính để phát triển hướng đi phát triển và các khu dân cư ở dọc tuyến đường kết nối với cái trên tuyến dọc sông Hồng kết nối với tỉnh Lào Cai. Phong trào thi đua Lào Cai chung sức xây dựng nông thôn mới trong thời gian qua đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, nhân dân các dân tộc. Từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã mở mới, nâng cấp, cải tạo trên 6.000 km đường giao thông nông thôn, trong đó có phần đóng góp không nhỏ khi người dân tình nguyện hiến đất mở đường. Đến nay, đường giải nhựa hoặc bê tông đã đến 100% trung tâm xã, 98% số thôn bản có đường đi lại thuận tiện bốn mùa qua công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đã ủng hộ đóng góp trên 3 triệu người công lao động, gần 500 hecta đất, trên 3.000 mét vuông cát, đá, sỏi và nhiều hiện vật khác để thực hiện đường giao thông nông thôn. ngoài ra thì nhân dân đã chủ động tự thực hiện cứng hóa trên 2.000 km đường ngõ xóm liên gia. Những con đường mở mới, nâng cấp không chỉ giúp cho việc đi lại, giao thương trao đổi hàng hóa dễ dàng, mà còn là tiền đề để bà con vươn lên phát triển kinh tế nâng cao đời sống, cũng đồng nghĩa với mở rộng tương lai cho các thế hệ mai sau. Thời tiết nắng hanh trong những ngày vừa qua khiến nhiều cánh rừng của Lào Cai đang ở nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5, cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Một số khu vực trọng điểm gồm Bát Sát, Văn Bàn và thị xã Sapa cần tăng cường cảnh báo, dự báo. Hiện Lào Cai đang chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định sau suy yếu, nên thời tiết chủ yếu đêm không mưa, sáng sớm có sương mù dài rác, ngày trời nắng hanh khô, độ ẩm không khí thấp. Hình thái thời tiết này còn kéo dài từ 7 đến 10 ngày tới, nên nguy cơ xảy ra cháy rừng là rất cao. Đây cũng là thời điểm nông dân phát dọn nương để canh tác cây trồng, nên việc quản lý sử dụng lửa hướng dẫn nông dân đốt nương an toàn phải được đặt lên hàng đầu. Năm 2023, toàn tỉnh cần chuẩn bị khoảng 19 triệu bầu giống để hoàn thành kế hoạch trồng trên 1.000 hecta trẻ. Hầu hết các địa phương trong tỉnh chưa chủ động sản xuất giống trẻ, phải ký hợp đồng cung ứng với các đơn vị ngoài tỉnh dẫn đến không chủ động được cây giống, ảnh hưởng đến thời vụ. Để đáp ứng nhu cầu khoảng 19 triệu bầu giống theo kế hoạch, các địa phương cần chủ động tìm nguồn cung sớm, Năm 2023, toàn tỉnh dự kiến trồng mới 1.055 ha chè, tập trung chủ yếu tại huyện Mường Khương, Bắc Hà, Bảo Yên và Bát Sát. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, diện tích chè tập trung đạt 8.420 ha và thâm canh hơn 5.000 ha chè kinh doanh theo hướng sản xuất an toàn gắn với nâng cao năng suất chất lượng chè. Nếu như trước kia, việc huy động học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết luôn là bài toán nan giải với nhiều trường vùng cao, thì nay tình trạng này đã giảm đáng kể. Và tại huyện Văn Bàn, ngày đầu tái giảng, tỷ lệ học sinh đi học trở lại đạt trên 96%. Ngày đầu trở lại trường, trong điều kiện thời tiết rét bút, sương mù bao phủ. Nhưng tại trường tiểu học Khánh Nghiên Thượng, hầu hết học sinh đã trở lại trường. Con đã xuống từ chiều hôm qua và đã chuẩn bị sách vở. Con rất thích đi học và chuẩn bị bài cũ. Trường Tiểu học Khánh Nghiên Thượng có 14 lớp, gần 400 học sinh. Trong đó có một điểm trường lẻ Bản Phung, cách trường chính 9, 9km, có 34 học sinh lớp 1, lớp 2 theo học. Mặc dù sao trung tâm, nhưng sĩ số điểm trường vẫn đạt gần 100%. trên điện thoại qua Zalo. Phụ huynh tất cả phụ huynh đều nắm bắt được để đảm bảo sĩ số và số lượng các em đi học sau Tết. Theo báo cáo nhanh của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Bản, ngày 31 tháng 1, ngày học thứ hai sau kỳ nghỉ Tết, tỷ lệ học sinh đi học trở lại toàn huyện đạt hơn 96%. Nhiều trường học vùng cao phối hợp với chính quyền địa phương có các biện pháp huy động học sinh đến trường học sau Tết. Các trường tổ chức tiết trồng cây, hoạt động ngoại khóa tạo không khí vui tươi. Các đơn vị nhà trường thì cũng đã rất chủ động từ ngày 29 tháng 1 năm 2023 các đơn vị trường đã gặp mặt đầu xuân để chuẩn bị cho các điều kiện cho các học sinh đến trường đặc biệt là các trường có học sinh bán chú thì các đơn vị nhà trường đã rất là chủ động trong việc đảm bảo các điều kiện cho học sinh bán chú Việc trở lại học sâu Tết tại các trường đã ổn định, nề nếp, học sinh phấn khởi Đây là điều kiện quan trọng để đảm bảo chương trình dạy và học góp phần hoàn thành tốt chương trình năm học 2022-2023 Tiếp theo là thông tin thời sự trong nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đồng ý tổ chức hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 vào tháng 3. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị, chuẩn bị kỹ các nhóm câu hỏi, đảm bảo sinh động, chuyển thông điệp rõ ràng, chính xác, sát thực tiễn mà thanh niên mong muốn. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đăng tải kế hoạch đối thoại và thông báo kết luận đối thoại trên cổng thông tin điện tử của các đơn vị. Các bộ, ngành và cơ quan liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ theo phân công. Thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp Hoa Kỳ cho thấy, sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển của Việt Nam sang thị trường Mỹ, đứng thứ hai trong khu vực châu Á, chỉ sau Trung Quốc. Đây là cơ sở quan trọng, khẳng định năng lực cảng biển Việt Nam tạo tiền đề để các hãng tàu sử dụng cảng biển Việt Nam làm mắt xích quan trọng trong chuỗi hải trình toàn cầu. Giai đoạn qua, hệ thống cơ sở hạ tầng cảng biển ngày càng phát triển quy mô hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và sức cạnh tranh của cảng biển Việt Nam. Từ ngày hôm nay, mùng 1 tháng 2, nhiều doanh nghiệp kinh doanh ga điều chỉnh tăng giá mặt hàng này. Theo đó, tùy thương hiệu, mỗi bình ga loại 12kg đến tay người tiêu dùng tăng trung bình 63.000-64.000 đến đồng loại 45 kg tăng 235.000 đến 236.000 đồng một bình. Nguyên nhân là do giá ga thế giới nhập khẩu quay đầu tăng mạnh, kéo theo giá mặt hàng này trong nước tăng theo. Như vậy, sau lần giảm vào đầu tháng 1, giá ga đã quay đầu bật tăng mạnh, hiện giá loại nhiên liệu này đã lên mức tương đương thời điểm hồi tháng 3, tháng 4 năm 2022. Theo thông tin từ bệnh viện Nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận và tiêm phòng bệnh dạy trong 1.365 trường hợp. Hầu hết bệnh nhân bị chó tấn công khi đi chúc Tết bà con đối xóm và họ hàng. Ngành y tế khuyên cáo người dân khi không may bị động vật cào cắn cần rửa sạch vết thương bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, sau đó đến cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ tư vấn, hướng dẫn xử lý cho phù hợp. Người nuôi chó mèo cần thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi, thực hiện xích, nhốt, có dọn mõm khi cho vật nuôi ra ngoài. Lúc qua thủ tướng Malaysia đã có chuyến công du nước láng giềng Singapore đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Dù chỉ gói gọn trong một ngày, chuyến thăm của thủ tướng Malaysia đã đạt được những đồng thuận rất quan trọng. Theo thủ tướng nước chủ nhà Lý Hiển Long, chính phủ Singapore và Malaysia đã hợp tác rất chặt chẽ trong tất cả các lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa và chuỗi cung ứng. Thủ tướng Lý Hiển Long nhấn mạnh vận mệnh của hai nước gắn liền với nhau, đồng thời tin tưởng quan hệ hai nước sẽ đạt đến những tầm cao mới. Về phần mình, Thủ tướng Malaysia coi an ninh lương thực là một lĩnh vực hợp tác có thể khai thác cùng với Singapore vì lợi ích của cả hai nước. Ông cho rằng Singapore nên xác định Malaysia làm trung tâm sản xuất lương thực vì lợi ích của cả hai nước. Nền kinh tế khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone tránh được suy thoái trong mùa đông này, sau khi số liệu chính thức công bố hôm nay cho thấy khu vực này ghi nhận mức tăng trưởng yếu nhưng tích cực trong quý 4 vừa qua. Cơ quan thống kê Eurostar cho biết, mức tăng trưởng 0,1% trong quý 4 vừa qua thấp hơn mức tăng trưởng 0,3% được ghi nhận trong quý 3 năm 2022, nhưng tốt hơn so với mức dự báo trước đó của các nhà kinh tế cho rằng khu vực Eurozone sẽ tăng trưởng âm. Đây là thông tin đáng mừng sau những lo ngại về suy thoái kinh tế tại châu Âu do ảnh hưởng từ cuộc xung đột tại Ukraine khiến giá năng lượng tăng cao và đẩy lạm phát lên mức kỷ lục. Tuy nhiên, nhìn riêng rẽ, dữ liệu chính thức tại Đức cho thấy nền kinh tế lớn nhất châu Âu bất ngờ suy giảm 0,2% trong quý 4 năm 2022 so với quý trước đó. Mới đây, nhà nghiên cứu Nhật Bản đã phát hiện các hợp chất lo hữu cơ có hại trong mẫu máu của người dân sống gần căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở phía tây thủ đô Tokyo. Kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy nồng độ hóa chất trong mẫu máu của 87 trong số 280 cư dân sống gần căn cứ không quân Yokota cao hơn 3 lần so với mức ghi nhận trong cuộc điều tra của chính phủ Nhật Bản hồi năm 2021. Theo đài truyền hình NHK, các hóa chất trên cũng được phát hiện trong giếng và nước ngầm tại một số địa điểm ở trung tâm thủ đô Tokyo với nồng độ tương tự. Theo một chuyên gia của Đại học Kyoto, nồng độ hóa chất này sẽ không gây tác động ngay lập tức tới sức khỏe của con người nhưng chính phủ Nhật Bản cần xác định rõ nguồn gốc cũng như nghiên cứu ảnh hưởng lâu dài của chúng. Vào chiều 31 tháng 1 tại Brussels của Bỉ đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao tại ga tàu điện ngầm Schuman khiến 3 người bị thương. Vụ tấn công đã khiến hoạt động của ga tàu điện ngầm này bị ảnh hưởng. Theo thông tin của cảnh sát, một người đàn ông 30 tuổi đã dùng dao tấn công và làm bị thương 3 người, trong đó có một người trong tình trạng nguy kịch. Hung thủ đã bị lực lượng an ninh khống chế ngay tại chỗ và tiến hành bắt giữ. Hiện vẫn chưa rõ mục đích của vụ tấn công này, nhưng cảnh sát đã loại trừ yếu tố tấn công khủng bố. Văn phòng công tố tại Brussels cho biết hung thủ có tiền sử mắc bệnh tâm thần. Bản tin thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát Thanh Truyền hình Lào Cai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.